Thưa quý vị, hiện thì ở phía đông Philippines đang có một cơn bão có tên quốc tế là Sao La. Tuy nhiên thì cơn bão này ít có khả năng đi vào Biển Đông. Nếu như mà bão Sao La không đi vào Biển Đông thì tháng 8 năm nay không xuất hiện một cơn bão hay là áp thấp nhiệt đới nào. Trong 30 năm qua thì chỉ có năm 2011 và năm 2015 là không có bão hay là áp thấp nhiệt đới xuất hiện trong tháng 8. Giữa cao điểm mùa bão mà Biển Đông lại ít có bão như vậy cho thấy tác động của hiện tượng El Nino.